thưa quý vị, quán quân của cuộc thi Tình ca Việt Nam 2022 đã thuộc về thí sinh Ngô Tuấn Khanh. Chúc mừng! Chung kết của Tình ca Việt Nam mùa 1 đã được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9. Được sự tham gia của hàng ngàn thí sinh và sự ủng hộ của rất nhiều khán giả trong và ngoài nước. Giờ đây, Tình ca Việt Nam mùa 2 năm 2023 bắt đầu tuyển sinh và tiếp tục hành trình thắp sáng ước mơ cho những tài năng đam mê dòng nhạc trữ tình bất hữu, với tổng giải thưởng tiền mặt lên đến 150 triệu đồng. Và top 3 đoạt giải cao nhất sẽ có chuyến lưu diễn tại Úc Châu cùng với những danh ca hàng đầu tại Việt Nam. Đến với Tình ca Việt Nam mùa 2 năm 2023, bạn sẽ được gặp gỡ và hướng dẫn bởi ban giám khảo có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề: danh ca Phương Dung, nhạc sĩ Thái Hùng, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ khách mời Quỳnh Trang, phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Trương Ngọc Thắng. Họ sẽ cùng nhau tìm ra quán quân Tình ca Việt Nam 2023. Tuyển sinh sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng. Hãy nhanh tay bấm vào link đăng ký tham gia chương trình để có cơ hội lưu diễn tại Úc Châu cùng các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Tuyển sinh đang được diễn ra từ ngày 17 tháng 10 năm 2023. Mời các bạn đăng ký và theo dõi tại fanpage Tình ca Việt Nam hoặc hotline 0948 837 857. Tình ca Việt Nam mùa 2 mong được sự quan tâm của các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình để tìm ra những ca sĩ tiềm năng.